chuyện tình từ yêu đến cưới của Quang Hải, Chu Thanh Huyền trải qua không ít sóng gió. Sau tất cả, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc đông đảo khán giả. Theo dự đoán, đám cưới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền hứa hẹn sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất dịp cuối tháng 3 năm nay. Lễ thành hôn của đôi trai tài gái sắc diễn ra ngay sau hai trận đấu vòng loại 2 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia trên sân khách và sân nhà. Hiện Quang Hải đã lên đường hội quân cùng tuyển Việt Nam ở nhà, gia đình anh đang giúp Hải con chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại. Mới đây, thiệp cưới của cặp đôi Quang Hải, Chu Thanh Huyền ở quê nhà Đông Anh vào ngày 28 tháng 3 đã được lộ diện. Quang Hải chọn tông màu đỏ may mắn, biểu tượng cho tình yêu nồng thắm với chữ hỷ in nổi bật ở trang bìa. Chị dâu của Quang Hải, Lê Hoài Linh, phụ trách việc viết sấp thiệp mời giúp em chồng và em dâu. Đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền ở quê nhà Đông Anh chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng với dàn khách mời khủng đến từ đội tuyển Việt Nam. Và phần lớn khách đến chung vui là bà con cô bác họ hàng lối xóm của hai bên gia đình, hứa hẹn sẽ rộn ràng nhất vùng. Bởi vậy, chị dâu của Quang Hải đã vui vẻ chia sẻ tâm thế của mình hiện tại là chỉ ăn với ngồi viết thiệp và chuẩn bị ngủ trên đống thiệp mời. Rạp cưới được dựng tại sân bóng trước nhà Quang Hải. Ở đám hỏi hôm 1 tháng 1 năm 2024, Quang Hải đã tổ chức với quy mô lớn, khách mời nhiều ngôi sao. Đến đám cưới, chắc hẳn chàng tiền vệ ngôi sao đôi tuyển Việt Nam còn đầu tư nhiều hơn nữa. Ngoài ra, đến đầu tháng 4, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ tổ chức thêm một lễ cưới tại khách sạn ở Hà Nội. Bên cạnh những lời chúc mừng, dân mạng lại liên tục so sánh Chu Thanh Huyền với những nàng bạn gái của cầu thủ khác từ học thức đến nhan sắc. Trong lễ ăn hỏi, Chu Thanh Huyền cũng được Quang Hải rót nước nhưng cô nàng một tay vẫn bận cầm hoa cưới khiến dân mạng chưa thể hài lòng về cử chỉ mời nước của cô. Cô thường xuyên bị nhiều lời mỉa mai tấn công trên mạng xã hội. Khi bạn đời vướng những tin đồn không đáng có, nam cầu thủ sinh năm 1997 vẫn chọn ở lại bên cạnh cô và bỏ ngoài tai dư luận. Mới đây, trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền than thở việc sinh ra không ở vạch đích. Cụ thể, bà xã Quang Hải viết, thức khuya dậy sớm kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp chẳng phiền đến ai. Bản thân không sinh ra ở vạch đích nên sẽ cố gắng gấp nhiều lần bình thường. Người thân tiết lộ, Chu Thanh Huyền kiếm tiền từ sớm lo cho gia đình, phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Anh vợ của Quang Hải cho biết, gả em gái cho Hải, mình yên tâm 100%. Quang Hải quá tuyệt vời, Hải rất quan tâm đến người yêu và mọi người xung quanh. Với em mình, Hải luôn chiều chuộng, khi em mình ốm, Hải rất lo lắng, chăm sóc, túc trực. Bố mẹ mình quý Hải lắm, cả nhà mình đều quý Hải. Mình nghĩ bố mẹ mình hài lòng 99% với chàng rể này. Chu Thanh Huyền là hot girl chuyên livestream bán hàng với những màn chốt điêu khủng. Người đẹp và Quang Hải vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2021. Cô bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện cùng các nàng bạn gái của các cầu thủ khác như Doãn Hải My, vợ Đoàn Văn Hậu, Mai Hà Trang, vợ Hà Đức Trình. Ngoài ra, cô còn liên tục sánh đôi cùng nam cầu thủ ở nhiều sự kiện đặc biệt. Sau thời gian dài bí mật hẹn hò, cả hai đã quyết định về chung một nhà. Khán giả háo hức chờ ngày cả hai lên xe hoa trong thời gian tới.